Kiều Minh Tuấn bị trói bằng chứng vẫn quan tâm đặc biệt đến Cát Phượng giữa lúc tình cũ khoe váy cưới. Sau thời gian dài gắn bó và yêu đương, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã chính thức đường ai nấy đi vào đúng ngày Valentine. Ngay sau khi công khai thông tin này trước công chúng, ai nấy cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối và xót xa. Kể từ đó trở đi, nhất cử nhất động của cả hai cũng nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ngày qua, cả hai cũng có nhiều hoạt động nổi bật và dành cho nhau con đường đi riêng biệt khiến công chúng chú ý. Cho đến mới đây, cư dân mạng đã phát hiện ra Kiều Minh Tuấn vẫn theo dõi Cát Phượng qua một cách rất đặc biệt hậu chia tay. Cụ thể, tài khoản TikTok của nam diễn viên vẫn theo dõi Cát Phượng và anh Tú. Đây cũng chính là hai người duy nhất được Kiều Minh Tuấn nhấn follow đối với nền tảng TikTok. Điều này cho thấy ở thời điểm hiện tại, anh vẫn đang âm thầm theo dõi Cát Phượng. Hành động này của Kiều Minh Tuấn đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Việc này cũng chứng tỏ rằng dù đã chia tay, cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn đang giữ được sự văn minh. Giờ đây, Kiều Minh Tuấn vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp. Trong khi đó, Cát Phượng lại thường xuyên chia sẻ những bài viết về chuyện tình cảm và khiến cư dân mạng cảm thấy khá lo lắng, đồng thời cho rằng cô dường như chưa thể ổn định sau khi quyết định chia tay. Sau khi quay trở lại với cuộc sống độc thân, Cát Phượng chỉ tập trung vào công việc và chăm sóc con trai. Cách đây không lâu, người đẹp bất ngờ tuyên bố quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất đã bỏ ngỏ trong nhiều năm qua. Sự tích cực và đam mê với nghề của cô đã khiến đông đảo khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng đã bày tỏ quan điểm của bản thân về một người phụ nữ mạnh mẽ. Đồng thời, cô hy vọng những khán giả nữ đều tự tin trong cuộc sống, sẵn sàng sống thật với cảm xúc vốn có. Cụ thể, cô cho rằng những người này đều có nội tâm yếu đuối đằng sau vẻ bề ngoài rắn rỏi. Tản mạn giữa trưa về tiếp phụ nữ mạnh mẽ xíu nha. Phía sau sự mạnh mẽ là những giọt nước mắt đắng cay cùng cực. Lúc họ khóc, không ai dỗ. Họ học được sự mạnh mẽ. Lúc sợ hãi, không ai giúp. Họ học được sự dũng cảm. Lúc buồn đau, không ai hỏi han. Họ học được chấp nhận. Lúc mệt mỏi, không có ai để dựa dẫm. Họ học được tự lập. Và cứ thế, mỗi ngày, tôi luyện họ trở thành cứng cỏi, sần sùi với vẻ bên ngoài, nhưng sâu tận bên trong tâm hồn yếu đuối vỡ nát. Họ thèm làm được chính mình, được như con mèo ướt, được nhõng nhẽo, được nếp gọn vào lòng một con mãnh hổ hoặc con báo. Ngoài ra, cô không quên động viên tới những người phụ nữ luôn không ngừng chăm chỉ và nỗ lực. Nhưng những con hổ báo bây giờ hình như bị duyệt chủng hết hay sao á? Nên chị em phụ nữ đa số phải tự mạnh mẽ để đương đầu, chống chọi với mọi thử thách trong gai góc. Cố lên chị em chúng mình ơi! Rồi sẽ có một ngày chị em chúng ta sẽ trở về với cái cốt yếu đuối của mình, thích nũng nịu, thích nhõng nhẽo hay khóc nhè nữa nha. Mãi yêu chính bản thân mình nha và mãi yêu chị em chúng mình nè. Cách đây vài ngày, trên trang Facebook cá nhân, Cát Phượng bất ngờ chia sẻ đoạn clip đi thử váy cưới. Nữ nghệ sĩ vui vẻ trong chiếc đầm cưới màu trắng được đính lông vũ và đá lấp lánh. Đội khăn von rạng rỡ bước ra từ phòng thử đồ. Không chỉ thế, cô còn khẳng định mình sẽ gửi thiệp mời cho mọi người trong thời gian tới. Ú à, lần này là tới công đường chứ không phải tới công chuyện nha. Chưa make up nha mọi người, Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nha. Sẽ gửi thiệp đến anh chị em yêu thương Cát nhất nè. Cô hào hứng chia sẻ thông tin. Bài viết của tình cũ Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng bất ngờ, tò mò. Trong đa số mọi người đều cho rằng đây là hình ảnh mới của nữ diễn viên trong một dự án nghệ thuật. Vốn tính hài hước và thích mang niềm vui đến cho mọi người, nên nữ nghệ sĩ thường xuyên có những đoạn clip dễ thương được cập nhật trên Facebook hay TikTok cá nhân của mình. Nhiều người dành lời khen ngợi nhan sắc trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 52 của cô. Chị Cát Phượng mãi trẻ trung, cô xinh quá à, con mong ngày đó mau đến nè. Xinh quá chị Cát ơi, là những bình luận dưới bài đăng.